Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin 12 giờ 30 phút trưa của Vietnam Top News. Hoàng Hiếu sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin trưa nay, ngày 13 tháng 11 năm 2020. Chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức chính trong ngày hôm nay. Ngày 13 tháng 11, bão Vàm Cỏ duy trì cấp 12. Dịch tả lợn châu Phi tái phát sau lũ tại Hà Tĩnh. Thủ tục đổi giấy phép lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh không cần hồ sơ gốc. Xe chở rác bất ngờ bị lật trên cầu Nhật Tân. Hai người tử vong vì lật ghe ở Thừa Thiên Huế. Thế giới ghi nhận 10.000 ca tử vong vì Covid-19 ngày hôm qua. Nhà Trắng đăng tải 234 trang tài liệu cáo buộc gian lận bầu cử. Tổng thống Ukraine nhập viện vì nhiễm Covid-19. Vụ đắm tàu khủng khiếp ở Libya, ít nhất 74 người thiệt mạng. Chúng ta hãy cùng đến với những thông tin cập nhật trong nước. Sáng ngày 13 tháng 11, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão Vàm Cỏ cách quần đảo Hoàng Sa 450 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất 135 km/h, giật cấp 12, cấp 15. Bán kính của gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Ngày và đêm thì bão sẽ theo hướng Tây với tốc độ là từ 15-20 km/h. Đến 4 giờ ngày 14 tháng 11, tâm bão trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất là 135 km/h, cấp 12, giật cấp 15. Trên đất liền từ ngày 14 tháng 11, do hoàn lưu rộng của bão sẽ xuất hiện mưa dông, gió mạnh ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến là từ 100-300mm, có nơi trên 300mm. Các đài quốc tế đều dự báo thì bão khi đến gần đất liền sẽ không đi thẳng mà lướt dọc các tỉnh từ Quảng Nam ra Hà Tĩnh. Tâm bão dự kiến sẽ đổ bộ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào ngày 15 tháng 11. Vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão từ 8-10m. Năm 2019 thì Hà Tĩnh bùng phát dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy hàng trăm tấn lợn. Trong năm 2020, dịch tả lợn châu Phi tái phát ở Hà Tĩnh, lây nhiễm 92 con lợn ở 24 hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh và tổng số lợn phải tiêu hủy là 5,7 tấn. Gia đình ông Hoàng Kim Dũng ở huyện Cẩm Xuyên có 67 con lợn phải tiêu hủy vì trong đàn có một con dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi sau lũ lụt. Ổ dịch nhà của ông Dũng trú tại thôn 3 xã Nam Phúc Thăng được ghi nhận là mới nhất. Sau 3 tháng huyện Cẩm Xuyên không có ca mới thì ngày 3 tháng 11, trong đàn lợn của gia đình ông Dũng có một số con bị ốm, bỏ ăn, đi ngoài. Gia chủ báo cáo sự việc với cán bộ thú y, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Hơn một tuần sau thì kết quả công bố có một mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ông Lê Văn Danh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện nay thì nhà chức trách đã tiêu hủy 67 con lợn của gia đình ông Dũng và theo dõi 45 con đang nuôi riêng. Ông Danh cho biết, chính quyền chủ trương dập dịch ở ngưỡng an toàn, chỉ tiêu hủy những con lợn nuôi cùng ô chuồng chứ không làm theo diện rộng để giảm thiệt hại. Ngoài ra thì các xã Cẩm Minh, Cẩm Thành cũng xuất hiện tình trạng lợn chết. Nhà chức trách kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, chưa ghi nhận nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Huyện Cẩm Xuyên đã cấp hóa chất cho 23 xã thị trấn trên địa bàn phun tiêu độc khử trùng phòng dịch. Hồi tháng 10, 15 con lợn của 3 hộ dân ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc đã dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy. Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở Hưng Yên hồi đầu tháng 2 năm 2019, lan ra 63 tỉnh thành trong vòng 7 tháng, khoảng 6 triệu con lợn. Tổng trọng lượng gần 340.000 tấn đã bị tiêu hủy. Với ứng dụng công nghệ thông tin mới trong công tác quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thì người dân đã có thể làm thủ tục đổi giấy phép lái xe gắn máy và xe ô tô mà không cần phải nộp hồ sơ gốc. Theo thông tư số 12 của Bộ Giao thông Vận tải, hồ sơ nộp gồm đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe, hồ sơ gốc nếu có, giấy khám sức khỏe và bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Hiện nay thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có phần mềm quản lý đầy đủ toàn bộ dữ liệu giấy phép lái xe. Cán bộ phòng quản lý sát hạch giấy phép lái xe khi tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe sẽ thực hiện xác minh ngay hồ sơ lưu trữ giấy phép lái xe trên máy tính. Và từ việc truy cập số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu sẽ xác định ngay được người đổi giấy phép lái xe để được cơ quan chức năng cấp giấy phép lái xe hay không. Với trường hợp người lái xe vi phạm đã bị tước giấy phép lái xe, lại khai báo mất giấy phép lái xe để xin cấp đổi giấy phép lái xe mới, cơ quan quản lý giấy phép lái xe của ngành giao thông sẽ thực hiện quy định của Bộ Giao thông Vận tải là cấm người này thi giấy phép lái xe trong thời gian 5 năm. Rạng sáng ngày 13 tháng 11, thì một xe chở rác bất ngờ bị lật trên cầu Nhật Tân khiến cho cả lái và phụ xe bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Vụ việc đã khiến cho một lượng lớn rác thải, nước rác tràn ra môi trường, gây mất vệ sinh môi trường. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11 trên cầu Nhật Tân hướng đi khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, một chiếc xe chở rác của công ty môi trường Minh Quân, phụ trách địa bàn quận Nam Từ Liêm đã bất ngờ bị lật ngang ra đường. Lái, phụ xe bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sự cố trên đã khiến một lượng lớn rác và nước rỉ rác bị tràn ra mặt cầu, gây trơn trượt, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Ngày 12 tháng 11 thì tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hai người dân, trong đó có một trẻ em đã bị tử vong do lật ghe khi đang bủa lưới bắt cá trên cánh đồng gần nhà. Vụ việc đau lòng xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn và đã tìm thấy được hai thi thể. Tối ngày 12 tháng 11 thì ông Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng tìm kiếm hai người mất tích. Trước đó thì sáng cùng ngày, ngày 12 tháng 11, anh Hoàng Quy, trú ở Hiền An, xã Phong Sơn cùng với một người cháu trai 10 tuổi đi bủa lưới bắt cá trên cánh đồng gần nhà đang ngập nước do mưa lũ. Và đến tối thì người dân phát hiện chiếc ghe của anh Quy bị lật, hai người trên ghe mất tích. Khu vực xảy ra vụ việc nước chảy không mạnh, lực lượng chức năng đã tìm được hai thi thể. Sau đây sẽ là những thông tin cập nhật trên thế giới. Ngày 12 tháng 10 thì số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 toàn cầu lần đầu vượt ngưỡng 10.000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát, trong khi tổng số gần 1,3 triệu người đã thiệt mạng vì dịch bệnh. Với 10.010 ca tử vong do Covid-19 hôm ngày 12 tháng 10, số người thiệt mạng vì đại dịch đã lên tới 1.298.400 ca và tổng số ca nhiễm hiện tại là 53.053.182 ca. Trong đó thì có 37.157.032 người đã bình phục. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới đã ghi nhận thêm 165.887 ca nhiễm và 1.266 ca tử vong trong ngày. Tổng số ca nhiễm và tử vong là 10.857.306 và 248.464. Ngày 13 tháng 11, Thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo áp đặt hạn chế mới, yêu cầu các quán bar, nhà hàng và phòng tập thể dục trong bang đóng cửa vào 22 giờ, giới hạn số người tham dự các bữa tiệc riêng từ 10 người trở xuống. Một ngày trước đó thì California và một số bang Trung Tây cũng siết chặt hạn chế phòng dịch. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, báo cáo đã có thêm 43.861 ca nhiễm và 521 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 lên 8.727.900 và 128.686 ca. Brazil, vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới đã ghi nhận thêm 926 người thiệt mạng vì dịch bệnh, nâng tổng số ca tử vong lên 164.332. Số người nhiễm nCoV tăng 34.640 trong 24 giờ qua lên thành 5.783.647 ca. Còn với Pháp thì đã báo cáo 1.898.710 ca nhiễm và 42.960 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 33.172 ca nhiễm và 425 ca tử vong. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh các quốc gia phải đoàn kết để chống lại virus. Ông nói, chúng ta có thể mệt mỏi với Covid-19, nhưng nó không mệt mỏi với chúng ta. Chúng ta không thể nhắm mắt và hy vọng nó biến mất. Nó không chú ý đến những luận điệu chính trị hoặc các thuyết âm mưu. Hy vọng duy nhất của chúng ta là khoa học, giải pháp và sự đoàn kết. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kelly McEnany đã khẳng định về tài liệu cáo buộc gian lận bầu cử được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng. Tài liệu dẫn ít nhất là 1.071 trường hợp gian lận bầu cử, bao gồm chủ yếu là các vụ vi phạm luật liên quan tới bầu cử đã được đưa ra tòa 938 vụ và các vi phạm dân sự, các vụ do tòa hoặc là cơ quan chính phủ phát hiện. Các loại gian lận bầu cử được liệt kê bao gồm bỏ phiếu mạo danh, bỏ phiếu nhiều lần, đăng ký sai thông tin, mua phiếu bầu, sửa số phiếu được đếm. Các ví dụ được liệt kê trong 234 trang tài liệu là chứng cứ của cáo buộc gian lận bầu cử từ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tài liệu này được bà McEnany công bố trên Fox News ngày 10 tháng 11 và nộp đầy đủ lên tòa. Trong đó thì tài liệu bao gồm một số khiếu nại như việc các tình nguyện viên kiểm phiếu của đảng Dân Chủ mặc áo của phong trào Black Lives Matter và một nhân viên giám sát cho rằng gần 80% phiếu bầu quân đội mà nhân viên này kiểm đếm đã bầu cho ông Biden.
bà Mark Enemy dẫn chứng tại hạt Wayne, Michigan. Một đợt phiếu bầu bị phát hiện có 60% phiếu có chữ ký giống nhau, 35 phiếu không có thông tin người bầu nhưng vẫn được tính, 50 phiếu được đưa qua máy xử lý dữ liệu nhiều lần, hay là trường hợp người đã qua đời vẫn đi bầu. Tuy nhiên thì đánh giá về 234 trang tài liệu, phóng viên Brad Head của hãng tin Reuters cho rằng phần lớn đều là những vấn đề bầu cử thông thường. Một số tờ như Newsweek, new.com.au cho biết không thể kiểm chứng các trường hợp trong tài liệu. Ngày 12 tháng 11, truyền thông Ukraine cho biết văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhập viện sau khi ông bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vài ngày trước. Văn phòng Tổng thống cho biết thêm rằng ông cảm thấy khỏe mạnh và sẽ tiếp tục thực hiện những công việc của ông từ xa theo chế độ tự cách ly. Mới đây thì người phát ngôn của văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ban đầu thì ông Volodymyr Zelensky đi về nhà, nhưng sau đó thì quyết định đến bệnh viện Fiofania để cách ly đúng theo hướng dẫn và không gây phơi nhiễm cho người khác. Tình hình sức khỏe của ông không nghiêm trọng. Liên quan đến trường hợp của Tổng thống Zelensky, có 3 quan chức gồm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng và một trợ lý cấp cao của ông Zelensky cũng bị nhiễm bệnh. Số ca nhiễm virus corona chủng mới hàng ngày ở Ukraine đã tăng nhanh kể từ cuối tháng 9 năm 2020 đến nay. Và ngày 11 tháng 11, chính quyền của ông Zelensky đã bỏ phiếu để thống nhất về việc bắt đầu phong tỏa đất nước từ cuối tuần này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Và đến ngày 12 tháng 11 thì Ukraine đã có hơn 500.000 trường hợp nhiễm virus và 9.145 trường hợp tử vong. Hiện thì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở châu Âu và Mỹ. Một số lãnh đạo từng bị nhiễm virus là Thủ tướng Bulgaria Boris Borisov, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ngày 12 tháng 11 thì Tổ chức Di cư Quốc tế viết tắt là IOM cho biết một vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển Libya đã khiến ít nhất là 74 người thiệt mạng. 47 người sống sót đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya và ngư dân đưa vào bờ. Theo IOM cho biết, trong tuyên bố của mình thì một vụ đắm tàu khủng khiếp khiến ít nhất là 74 người chết hôm ngày 12 tháng 11 ở ngoài khơi Kuma trên bờ biển Libya. Hiện thì 31 thi thể được trục vớt và cuộc tìm kiếm các nạn nhân khác đang tiếp tục. Theo IOM, trong 2 ngày qua thì 19 người khác đã thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền. Một con tàu của tổ chức NGO Open Arms, tổ chức duy nhất hiện đang hoạt động ở trung tâm Địa Trung Hải, đã giải cứu khoảng 200 người trong 3 chiến dịch. Kể từ đầu năm nay thì ít nhất đã có 900 người đã chết đuối ở Địa Trung Hải khi cố gắng vượt biển để đến với các bờ biển châu Âu. Hơn 11.000 người khác đã được trả về Libya. Những người này phải đối mặt với nhiều nguy cơ của hành vi xâm phạm nhân quyền, giam giữ, lạm dụng, buôn bán và bóc lột. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 của Vietnam Top News thì được phép khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 6 giờ sáng, 12:30 trưa và 18 giờ tối hàng ngày để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu. Thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của Vietnam Top News nhé. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều nhiều năng lượng. Hoàng Hiếu xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay.